để đến cập nhật lại cái tình hình vườn đang theo quy trình chăm sóc của phía công ty. Thì với cái vườn này á, thì mình đã có quay ở rất nhiều video trên kênh rồi. Thì bà con mình xem trên kênh mình này, đây cũng 2 tháng trước là mình cũng quay cái vườn này, là nó đang ra bông xạ nhị đầu trái ha. Và cũng quay cái vườn này rất nhiều. Thì hiện tại bà con nhìn thấy là cơ bản trên cây á, thì cái trái của mình á, nó đang đậu hết rồi. Và cái lứa này nó cũng rất là năng suất bà con. Đó. Đấy. Trái thì nó bằng kiểu trái cam rồi bà con. Đó, cây này thì nó nhiều này. Đó, trái chi chít này. Đó. Những cái lứa này thì mình đã cho tuyển trái rồi. Đó, cho tuyển trái bớt rồi. Đó, bên kia cũng vậy ha. Đó. Cái này không? À, thì quay lại để cập nhật cho bà con cái tình hình đậu trái cũng như là cái cách đi dinh dưỡng tiếp theo làm sao để cho cái trái mình nó rơi vào tầm loại 1 và nó không bị tình trạng là sồ trái, dày vỏ, sạm màu và bị đẹp trái. À, cơ bản là kỹ thuật của mình là lấy ở cái tầng trái trong này này. À, thì vừa này đợt này á là cái con bọ xít muỗi nó hơi nhiều này. À, thì nó vẫn có một số vết. Và anh vườn này anh quản lý là khá là tốt. Khu vực này thì côn trùng cũng nhiều. Đợt này mưa nhiều bà con. Thì cũng cố gắng xen kẽ cho mình thêm những cái cử nấm khuẩn để nó đỡ tình trạng bị vàng trái. Và cái trái mình nó dễ bị tình trạng rụng. À, nó dễ bị nấm trái bà con. Nó sẽ hay bị tình trạng nó nấm ở trên cái đầu cuống này này. Và nó dễ bị rụng trái. Trái lớn nó vẫn rụng nhưng mà con. Gặp những cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa dầm và những cái yếu tố của nấm khuẩn thì nó cũng dễ bị rụng trái nha bà con. Đấy, bên này là nó bị bọ xít muỗi nha bà con. Đó, những cái trái mà bọ xít muỗi á, bà con mình chưa vội tuyển đâu. Tại vì sao? Khi mà một cái con bọ xít muỗi nó chích á, là nó chích hoài một trái luôn. À, bà con mình để ý ha, chứ không phải là chích trái này một chích, còn trái kia nó chích một chích đâu. Những trái này á, chưa vội tuyển đâu. Mình cứ xịt phòng thôi và trị nó. Còn những trái này cứ cho nó chích. Đó, và cứ xịt phòng, chưa vội tuyển những trái này đâu. Đó. Này này này, này đậu trái nhiều này. Đó, làm bông theo một phương pháp là sung 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 á thì bà con nhìn thấy là cây mình nó đậu trái rất là nhiều. Và mình sẽ cho tuyển đi. Những cây nào mà ít trái á thì mình sẽ có thể để trái cặp và trái chung. Còn những cây nhiều trái á thì mình để trái đơn và trái chiếc thôi. Đó, mình không để là trái cặp nhiều ha. Đó, những cây mà cảm thấy sung á, thì bà con mình để nhiều trái. À, những cây mà cảm thấy nó suy suy, yếu yếu á, thì mình để ít trái. Mình nhìn cái lực cây mình để trái để cho cái cây mình nó phát triển, nó không bị là suy cây trong cái chu kỳ nuôi trái. Mặc dù sau này á, bà con mình sẽ bón phân á, thì mình sẽ nhìn cái lực cây mình bón phân cho nó hợp lý và nó không bị suy cây trong suốt chu kỳ mà cây đang mang trái. Đó, bây giờ á, thì mình sẽ vào quy trình dưỡng trái từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba. Quy trình dưỡng trái của nông nghiệp xanh á, sẽ chia ra 3 giai đoạn chính. Thứ nhất là từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba. Thứ hai á, là từ tháng thứ ba đến tháng thứ tư. Thứ ba á, là từ tháng thứ năm đến khi thu hoạch. Thì mỗi quy trình và cái phần đó thì cây mình á, nó cần một cái hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ khác nhau bà con. Ví dụ những cái trái tháng đầu là tháng thứ nhất đến tháng thứ ba thì cái cây mình á, nó cần nhiều cái hàm lượng đạm và hàm lượng lân để nó thổi lên trái được, nó được lớn nhanh và hình thành được cái vất tế bào. Thì bà con mình xài cho mình đó là dòng vô số 10 kết hợp với Midgel vô đây. Hai dòng đó là có thể thay thế được những cái dòng phân bón hóa học, phân NPK. Ví dụ dòng Midgel á, là nó sẽ nghiêng về đạm. Còn vô số 10 á, là nó là một cái dòng hữu cơ khoáng với công thức đạm lân kali là 853 thì nó sẽ giúp cái trái mình nó sẽ lớn đều và nó không bị tình trạng nó sồ trái và dày vỏ. Cái sai lầm cơ bản của bà con á, là cứ đi công thức 3 số cân bằng trong suốt chu trình nuôi trái. Như vậy là không đúng nha bà con. Tại vì mỗi thời điểm á, là cây mình nó cần cái hàm lượng đạm lân kali nó khác nhau. Thì bà con mình phải vào dinh dưỡng cho mình sao cho nó đúng cách và cái trái mình nó không bị tình trạng sồ trái dày vỏ. Đó, thì 3 tháng đầu á là vô số 10 á là bà con mình bón là một tháng bón một lần tùy cái lượng trái. Mình bón cho cây khoảng là 8 lạng đến 1 kg cho một cây tùy cái lực trái mà con mình đếm trái mình bón. Thứ hai là dòng Midgel. Midgel á là một cái dòng hữu cơ sinh học
nó nghiêng về cái đàm hữu cơ thì nó sẽ thổi trái được lớn và xanh. Và trong chu kỳ nuôi trái á, là cái cơi của bà con nó vẫn đi được bình thường, nó không bị tình trạng suy cây. Thì bà con mình xài cho mít gieo. Mít gieo thì định kỳ là 20 ngày mình tưới một lần. Còn vô số 10 á, là một tháng là mình bón một lần. Đó, kết hợp với bộ phun mà dưỡng trái á, thì định kỳ 15 ngày bà con. Đó, không cần dài ha, không cần là cứ 5 ngày, 3 ngày giống như cái chu kỳ mà dưỡng hoa. Ở chu kỳ trái thì cứ 15 ngày thôi, 15 ngày mình sẽ phun một lần. Đó, nãy giờ thì mình đi ở trên kia ha, trên kia xuống đây thì cũng rất là nhiều cây. Và mình thấy là cơ bản là vườn này đậu trái rất là năng suất. Và trái cơ bản là xanh, tròn đều, không bị, ít bị tình trạng méo trái lệch tâm. Nó vẫn có méo. Đó, tại vì khi bà con mình để trái méo, trái nhiều á, thì nó sẽ dễ bị méo. Tại vì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cạnh tranh dinh dưỡng giữa các trái trên một cành. Mặc dù bà con mình vào những cái hàm lượng là trung vi lượng rồi, nhưng nó vẫn méo bà con ha. Thì sau này mình sẽ cho tuyển bớt đi. Đó, mình chăm sóc một cái vườn á, nó không thể nào mà hoàn hảo 100% đâu bà con. Nó vẫn có tình trạng này, tình trạng kia. Có trái nó sẽ tròn đều, có trái nó sẽ hơi bị méo. Đó, thì mình chăm sóc như vậy có nghĩa là nó quá tuyệt vời rồi. Đó, đến cái giờ phút này thì trái đậu cơ bản là nhiều, xanh trái, tròn trái, quản lý được cái dòng côn trùng. Cái tinh dầu á, thì vừa này anh vẫn cho xài cái bộ đồ tinh dầu thường xuyên. Nhưng mà trong những cái điều kiện mà mật độ côn trùng nhiều quá thì bà con mình có thể tăng liều tinh dầu, hoặc là những vườn á, là có thể cộng thêm với những thuốc hóa học để phun, để mình trị triệt để cái con côn trùng ở cái thời điểm mà trái này thì con bỏ xít muỗi. Còn sau này trái lớn á, thì lưu ý cho mình đó là những con sâu đục quả và ruồi vàng. Thì bà con mình lưu ý cho mình làm sao cho giữ được một cái trái mẫu mã đẹp, tròn đều ha. Những cây mà cảm thấy ít trái thì có thể để trái cặp như vậy này. Đó, để trái cặp như vậy ha. Đó, cây này cơ bản cũng nhiều á, không có ít đâu. Đó, trên này đậu trái nhiều này. Ở trái này thì tuyển đi này. Thế nên nó bị gọi là bị đẹt trái này. Đẹt trái mình gọi là nó nở cái bề ngang nhưng mà nó không nở cái bề dọc á, là mình gọi là đẹt trái ha. Thằng này này. Đó. Cái bộ phun lá bây giờ á, là mình sẽ cho xài Power cộng với Amino sữa cộng với Combi. Có thể xen kẽ thêm đó là dòng Rit 10 để mà nuôi cái trái nó không bị sổ trái. Đó. Cái trái mà trái nhỏ thì mình sẽ đẩy những cái công thức là thuộc dạng cân bằng để thổi cái trái mình nó sẽ lớn đều. Trái nhỏ bà con mình xài ít kali thôi. Kali hữu cơ thì mình xài những cái giai đoạn cuối. Trái nhỏ mà xài kali nhiều thì nó sẽ dễ bị tình trạng là rơi vào bưởi bi, nó lớn chậm trái. Kali cao thì bà con mình đẩy cho mình nhiều là ở cái thời điểm mà khi mà cái trái mình nó chuyển từ tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, có thể đẩy thêm hàm lượng kali nhiều. Ví dụ công thức bên mình đang cho xài đó là về cái NPK thì 17:53 hoặc là 15:55. Nông nghiệp xanh là xài những dòng kali sulfat. Hoặc là nếu mà xài những dòng hữu cơ, gốc hữu cơ thì bên mình đó cho bà con xài đó là cái dòng Kamax Amino, là một cái dòng mà nó nghiêng về cái kali. Bên mình có hai dòng, là một á, là mix gel đó, hai á, là cái dòng là Kamax mix gel á, thì nó sẽ nghiêng về cái đạm hữu cơ. Còn Kamax á, là nó sẽ nghiêng về cái kali hữu cơ. Và trong năm nay á, mình đang nghiên cứu và đang cho các vườn test trước một cái dòng mới, đó là cái dòng lên hữu cơ. Thì vẫn có ha, mix gel là đạm hữu cơ này, có dòng lên hữu cơ riêng, và có dòng Kamax là một cái dòng nghiêng về kali hữu cơ. Thì ở cái thành phần đa lượng là đạm lên kali thì nông nghiệp xanh đã có những dòng sản phẩm mà nó ở dạng hữu cơ, nó thay thế được cái phân bón hóa học, phân bón NPK rồi. Thì bà con mình yên tâm, nếu như vườn làm theo quy trình chuẩn của nông nghiệp xanh á, là xài những cái dòng dinh dưỡng và những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật ở dạng một cái gốc sinh học, nó không ảnh hưởng đến cái môi trường và cái hệ sinh thái của bà con. Phù hợp với những cái vườn theo những chứng nhận là ví dụ như Việt Gap, Global Gap, hoặc là những chứng nhận hữu cơ của Mỹ, là những chứng nhận về USDA, thì bà con mình có thể xài áp dụng quy trình nông nghiệp xanh là ok ha. Thì lưu ý cho bà con á, đợt này những dòng tinh dầu của nông nghiệp xanh á, là mình đã nâng cấp và cải tiến rồi, thì nó không bị tình trạng đóng váng, dính phi, nghẹt bét, và bà con mình vẫn yên tâm xài.
nó không bị đóng váng giống như hồi xưa. Thì hồi xưa có một đợt ra thì hàm lượng tinh dầu nó hơi nhiều, thì nó sẽ gây khó phun cho bà con trong cái quy trình phun. Thì đợt này mình đã nâng cấp rồi, thì bà con mình yên tâm ha, và đặt hàng về xài. Muốn đặt hàng những cái sản phẩm chính hãng của Nông nghiệp Xanh thì có thể liên hệ qua số hotline là 0948 661 669. Mình có thể gửi hàng qua con đường nhà xe hoặc là giao hàng đến tận nhà cho bà con. Thì bà con mình yên tâm. Với những cái mặt hàng của Nông nghiệp Xanh á, là bà con mình có thể nhận hàng, kiểm tra trước khi thanh toán cho bên nhân viên giao hàng. Những cái vườn nào mà đặt lớn á, thì mình sẽ có một chiếc xe của công ty để mà đến giao tận vườn cho bà con, kể cả những cái dòng phân lá và những cái dòng mà phân bao nửa bay cao hoặc là những dòng hữu cơ vi sinh, thì sẽ có những chiếc xe để mà đến giao tận vườn cho quý bà con. Thì bà con mình yên tâm dùng những cái dòng sản phẩm của Nông nghiệp Xanh. Thì vườn này mình đã quay ở rất nhiều video rồi. Hồi xưa là mình có quay một video về cắt cành tạo tán, tiếp tục là video về làm bông lần đầu, làm bông là năm ngoái. Năm ngoái thì có làm một lứa là bưởi Tết của 2023. Thì bây giờ là một lứa bưởi Tết của 2024, thì mình tiếp tục quay cho bà con. Thì vườn này làm theo quy trình của Nông nghiệp Xanh là lâu dài rồi ha. Thì nãy giờ mình cũng đi quay một clip này thì mình cũng quay nhiều rồi ha. Từ đầu này qua đầu kia thì mình nhận thấy là đa số cây thì nó đậu trái rất là đồng đều. Trái cơ bản là xanh và đẹp trái. Đó, tròn trái ha. Đó, đa số cơ bản là nó như vậy này. Đó, bên kia cũng nhiều kìa. Đó. Đó là một số chia sẻ trên kênh. Và nhân tiện video này thì mình cũng xin chúc mừng anh là làm bông được đậu trái, được một cái lứa bưởi Tết nó đẹp và nó đậu trái xanh bóng tròn như vậy, thì xin được chúc mừng anh. Cũng cầu mong năm nay là, và cũng hy vọng là năm nay là bưởi Tết là bà con mình bán được giá, tại vì năm nay là cái lượng mưa mình rất là nhiều, và đa số những vườn bà con làm bưởi Tết là một là đi lá, hai là trong thời kỳ xạ nhị đậu trái là nó gặp mưa và nó khó đậu trái. Thì năm nay cũng hy vọng là những cái lứa bưởi Tết của bà con làm là nó sẽ bán được giá cao hơn. Đó là một số chia sẻ trên kênh để bà con mình biết thêm về cái kỹ thuật chăm sóc ở cây bưởi da xanh, làm sao để mình chăm trái nó rơi vào cái tỷ lệ loại 1 được cao. Nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn hoặc là đặt hàng những dòng sản phẩm chính hãng của Nông nghiệp Xanh thì có thể liên hệ qua số hotline là 0948 661 669. Thân ái chào bà con.